Em đã bị lừa tổng cộng bao nhiêu tiền? Dạ 1.4 tỷ. Trong vòng 3 ngày? Dạ. Trong tài khoản của ứng dụng lừa đảo vẫn hiển thị chị Thu có 2,9 tỷ, cả tiền gốc đóng vào lẫn tiền lương cộng tác viên online. Nhưng tiền đóng vào là thật, tiền trên app lại chỉ là con số ảo, chẳng thể nào rút ra. Cái thủ đoạn là họ tiếp cận mình và họ muốn tạo công ăn việc làm cho mình với cái mức thu nhập mà là đầu tư thấp và cái mức thu nhập là 200-300 nghìn một ngày. Và sau khi đó thì họ dẫn dụ từ từ thì cái số tiền mình nạp vào nhiều hơn và mình không thể rút ra được. Và nếu mà để rút ra được thì mình phải đóng phí rất nhiều. Và lúc đó thì mình bị cuốn theo để lấy cái số tiền cũ ra thì mình đã nạp vào rất là nhiều. Nạn nhân của lừa đảo trực tuyến có cả những người làm việc lâu năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quá tinh vi, nó quá nhiều hình thức. Nó còn có đặt những cái tên cho những hình thức nó luôn. Ví dụ như hình thức ABC thì mình là chính bị hình thức bị lừa đảo qua hình thức ABC. Đây là nhóm chuyên gia công nghệ điều hành dự án cộng đồng chống lừa đảo. Chỉ trong một tháng Tết vừa qua, dự án này đã phát hiện và ngăn chặn 181 trang web lừa đảo. Hơn 80% trong số đó là lừa đảo tiền bạc, còn lại là lừa lấy thông tin. Trong dịp Tết thì những hình thức lừa đảo nó gia tăng mạnh. Thì trong Tết thì diễn ra những hình thức là về lì xì hoặc là trúng thưởng. Còn sau Tết bây giờ thì đang đẩy mạnh là hình thức là cho vay tín dụng đen và cộng tác viên online các sàn thương mại điện tử. Một tháng mất 12 tỷ hả? Một tháng mất 12 tỷ thì nó cứ hoạt động như đáng tiếc, hầu hết người dùng chỉ đi tìm thông tin chống lừa đảo khi đã là nạn nhân. Rất ít người chủ động tìm hiểu trước khi có các quyết định tài chính trên mạng, dù các bài học cảnh báo là chưa bao giờ thiếu. Là không nghĩ đến lúc mà mình bị lừa như thế, lúc mà chuyển tiền.